Ý, bên lưới rồi. Wow, ở đằng này có con sông này. Chúng ta đi bơi thôi. Đi nào. Cô giáo nói như vậy không an toàn đâu. Các cậu. Các cậu. Các cậu lên bờ đi. Không sao đâu. Xuống đây nè. Có chuyện rồi. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, các bạn cháu bị quái vật sông hút đi rồi. Chú cứu các bạn ấy với ạ. Quái vật sông ư? Nhà con, hãy đứng ở nơi an toàn nhé. Bọn chú sẽ đi cứu các bạn ngay. Đi nào. Abilan luôn có cách. Cano siêu tốc. Đi nào. Xin hãy tìm các bạn của cháu. Voi con, hà mã nhỏ, thỏ con, Hả? Chúng ta nên đi hướng nào đây? À, nhìn đằng kia kìa. Hả? Cái gì đấy? Có quái vật sông thật sao? Tôi không phải là quái vật sông, là tôi cánh cụt đây. Tôi bị mắc vào lưới. Chim cánh cụt, anh bị sao vậy? Ôi trời ạ, tôi đang câu cá ở bờ sông, sau đó tôi ngửi thấy một mùi tất thối, nó đã làm cho tôi ngất xỉu. Cảm ơn đã cứu tôi. Trời ơi, lại chết dậy này này, thối quá. Đây là giày của hà mã nhỏ. Đường này. Chúc may mắn. Đừng bắt bọn cháu. Cứu mình. Nhìn kia, đằng kia. Babylon, tăng tốc. Đã sẵn. Cứu chúng cháu. Đừng lo, bọn chú sẽ cứu cháu. Tôi không thể kéo được cậu bé. Quái vật sông đang kéo cháu rồi. Không thể nào. Để tôi kiểm tra xem. Quái vật sông chỉ là rỗng thôi. Thì ra là vậy. Ôi không. Mình phải nhanh lên. Cháu an toàn rồi. Chạy ngay đi, cá phi đã mang đến kìa. Đi nào. Dạ. Nó đang theo chúng ta. Không, nó có hỏng rồi. Chiếc cano đã bị xì hơi. Ôi không, chúng ta bị chìm mất. Lúc bị đã mang đến rồi. Dobby, cậu có mang đồ ăn theo không? Dĩ nhiên là có rồi.
Đồ ăn vặt yêu thích của tôi đây. Đi à. Đồ ăn vặt của tôi. Làm tốt lắm Dobby. Chúng ta ra khỏi đây thôi. À, may quá, các cậu không bị sao. Đáng sợ quá, bọn cháu sẽ không bao giờ đi bơi ở những nơi bị cấm. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không được đi bơi khi không có sự đồng ý của người lớn. Luôn phải bơi ở những nơi an toàn và có người lớn đi kèm. Nước sông có thể có những thứ nguy hiểm như cây thủy sinh, xoáy nước, bọ và cá. Ngoài ra, các bạn còn có thể bị ngã xuống nước nếu không cẩn thận. Nếu bắt gặp người bị ngã xuống nước, hãy nhanh chóng gọi và nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này.